Bức thư Gameplay, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Sentimental Dead Blood thôi. Nếu mình nhớ không nhầm thì lần trước chúng ta đã chơi đến đoạn bị phản bội một lần nữa các bạn ơi. Lần này là đến bị Suzuka phản bội. Lẽ ra Suzuka hình như là gặp Noah trước cả Nemu đúng không? Nhưng mà vẫn thích Nemu hơn cho nên là phản bội Noah các bạn ơi. Và Noah bị tát trong cú lệch mặt. Sau đó thì Suzuka bỏ chạy đi mất. Và bây giờ hình như là phải đi tìm Suzuka hay sao các bạn ơi. Không hiểu nổi luôn. Cứ đi về luôn cho rồi. Tại sao phải đi tìm để làm chi nữa? Khoan đã, kiểm tra cái hộp này xem. Vậy là cái tủ ở trên là mình có thể mở được hay sao các bạn? Nhưng mà phải có chìa khóa. Hình như là cái tủ ở trên là tủ điện đúng không? Kiểu này là Nemu sắp xuất hiện rồi các bạn ơi. Mỗi lần mình lát lại cái file save lần trước ấy, tự nhiên như rằng là nó bị như thế này. Đừng nói là trong lúc mà mình không chơi game ấy, trong lúc mình không chơi game thì Nemu vẫn đang đi tìm kiếm nhá. Như thế thì quá đáng sợ luôn. Rồi bây giờ làm thế nào đó để kiếm ở đây. Rồi xuống từ hầm xem. Có cái gì mình chưa tìm không? Đúng rồi, có một cây nến các bạn ơi. Mình có một cây nến nhưng mà cây nến không biết còn sử dụng được không. Mình nên đi đâu bây giờ đây? Để phòng máy tính nha. Không, phòng làm việc chứ. Mình thấy như là ở dưới này có một cái gì đó này các bạn. Giống như là có một cái cổng ngầm ấy. Đúng rồi. Đó là người đã gửi cậu cái ảnh đó. Mình chỉ gọi là đi một cách tùy tiện thôi. Không ngờ là có thể tìm được đúng chỗ các bạn ơi. Nhưng mà trong cái tập lần trước thì mình thấy là cái tủ đấy nó có một cái khe hở dưới, cho nên mình nghĩ rằng chắc chắn là có cái phòng bí mật. Không biết tại sao mà cúp điện vẫn vào được vậy. Cái đó không chạy bằng điện à. Rồi, đó là người gửi nãy mình đọc rồi. Không biết đây là góc nhìn gì nữa. Chẳng lẽ là góc nhìn của Noah khi mà nhìn từ bên dưới lên nữa. Kiểu nào thì nói chung là tác giả của game này cũng có thể gọi là kiểu cho chúng ta thấy được Banty. Rồi. Chính là Suzuka sao? Noah và Rinami tôi thân mật chứ đó. Noah và Rinami đã từng là bạn. Chính là Rinami đã phản bội và gây tổn thương cho cậu hồi trung học. Tức là Rinami hồi xưa từng là bạn của Nemu à? Tại sao Suzuka lại biết điều đó chứ? Đừng nói tỏ tình chỗ này luôn nhé. Tớ rất là thích cậu. Cho nên là để biết thêm nhiều thứ về cậu thì tớ đã điều tra rất là nhiều. Tớ đã hỏi những người bạn cùng lớp trước kia của cậu. Và cũng đã đến trường của cậu. Toka rồi. Những cái thứ mà liên quan đến cậu tớ đều điều tra cả. Cả những tấm hình hồi xưa. Và cả hình của lớp nữa. Nemu no zenbu o shiritakatta kara sugoku kanbatta nda yo.
Tớ đã cố gắng rất nhiều đó, bởi vì chị đã muốn biết cậu nhiều hơn. Bởi vì tớ muốn trở thành người hiểu cậu nhất. Hồi trung học, cái này gọi là cao trung mới đúng. Hồi cao trung, cậu và Rinami đã từng rất thân với nhau đúng không? Đúng vậy, tớ đã rất thích Rinami. Lúc tớ bị bắt nạt, Rinami đã che chắn cho tớ. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều là dối trá. Đúng, cậu ấy chỉ lừa cậu thôi. Lúc Nemu bị bắt nạt thì Rinami đã đứng ra đỡ cho Nemu và giúp đỡ cho cậu. Mình đang dịch kiểu gì thế? Nhưng mà thôi kệ. Nói chung là cậu ấy chỉ giúp ngoài mặt thôi. Vào một ngày khi mà tôi đến lớp, Rinami đang cười đùa cùng với lại những đứa đã bắt nạt tớ. Tớ chưa từng nhìn thấy Rinami thân thiết với lại những đứa đó. Cho nên là tớ không thể nào hiểu được là chuyện gì đã diễn ra và chỉ có thể đứng như chờ chồng ở đó mà thôi. Thế rồi Rinami đến gần và nói với tớ như thế này. Cậu nghĩ tôi sẽ thực sự trở thành bạn của cậu sao? Tất cả chỉ là vì cái ngày hôm nay mà thôi. Tất cả chỉ là một vở tuồng mà thôi. Này, nhìn đi. Con nhỏ này đang run rẩy đó. Chắc chắn là nó buồn lắm. Mọi người hẳn là muốn nhìn thấy cái bộ dạng này đúng không? Mặc dù chơi cái trò giả làm bạn thì rất là khổ, nhưng mà được nhìn thấy khuôn mặt tồi tệ như thế này, khuôn mặt thảm hại như thế này thì xong phẳng rồi. Hay là còn hơn thế nữa. Tiếp cận và trở thành bạn chỉ để phản bội, đúng là tồi tệ. Kẻ có thể làm được chuyện đó không phải là người. Nemu đã chuyển trường sau vụ đó, cho nên là không biết Rinami học cùng trường đại học đúng không? Cậu biết chuyện đó khi nào? Vào khoảng 3 tháng trước, tớ đã chụp lén ảnh của Noah và Rinami. Tớ cũng rất bất ngờ. Không ngờ là Noah với Rinami lại là bạn. Nhưng mà như thế thì có liên quan gì? Noah có biết gì đâu. その時に全てがつながった気がした。
Nhưng mà lúc đó tớ có cảm giác như là mọi thứ đã gắn kết lại với nhau. Lúc trước cậu đã kể cho tớ nghe về cái lần đầu mà cậu gặp Noah. À không, nhầm các bạn. Noah đã từng kể cho tớ nghe về cái lần gặp mặt đầu tiên giữa Nemu và cậu ấy. Rồi. Cậu ấy nói rằng là cậu ấy đã chịu ảnh hưởng của một người bạn, cho nên là mới nói chuyện với lại Nemu. Và người bạn đó chính là Rinami. Thế rồi tớ nghĩ rằng là rất có thể nó sẽ xảy ra cùng một cái chuyện giống như khi xưa. Noah đã trở thành bạn của một đứa như tớ. Lúc đầu tớ đã nghĩ rằng chuyện đó có hơi kỳ lạ. Bởi vì làm gì có ai mà bận tâm đến tớ chứ. Noah-chan wa onaji youna keiken o shita kara tte itte ta kedo sore demo nakanaka shinjiru koto wa dekinakatta. Noah đã nói rằng là cậu ấy từng có kinh nghiệm giống như tớ, nhưng mà tớ thì không thể nào tin tưởng được điều đó. Demo sore demo akiramezu ni hanashikakete kurete atashi mo itsu no mani ka kokoro o hiraku you ni natte ta. Dù vậy đi chăng nữa thì Noah vẫn không ngừng nói chuyện với tớ. Vì vậy cho nên tớ mới mở lòng với lại cậu ấy. Tớ đúng là ngốc đúng không? Tớ không ngờ là mình lại dính một cái bẫy đến hai lần. Và lại là cùng một người đặt bẫy, cùng một kẻ chủ mưu. Cái này vẫn chưa biết được mà Noah có làm gì đâu. Noah ga Nemu ni chikazuita no wa Nemu wo uragiru tame. Rinami ga ano hi Nemu ni shita no to onaji you ni. Noah tiếp cận Nemu chỉ để phản bội cậu mà thôi. Cũng giống như là Rinami của ngày hôm đó. Khiến cho cậu tin tưởng, rồi sau đó cả hai sẽ cùng cười. Tớ đã biết rồi. Từ khi nhìn thấy cái tấm hình đó thì tớ đã nhận ra. Nemu là không tốt. Sai tệ nhất là Noah từ ra để tay hít thở Rinami. Cậu không hề có lỗi trong chuyện này. Người tồi tệ là Noah và Rinami đã đứng ở phía sau giật dây. Rất là vô lý luôn các bạn ơi. Đây là một cái chuyện mà vẫn chưa diễn ra. Mình tưởng là từ trước đến nay Noah bị giết vì cái điều gì đó rất là ghê gớm cơ, nhưng mà chỉ vì hiểu lầm thôi. Demo, an shin shite. Nemu ni wa watashi ga iru kara. Watashi dake wa Nemu no mikata. Itsu datte. Itsu made datte. Cậu hãy yên tâm. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ là người đồng minh duy nhất của cậu. Mọi lúc mọi nơi tớ đều ở bên cạnh cậu. Nemu ni wa watashi dake ireba ii. Watashi mo Nemu dake ireba ii kara. Tớ chỉ cần có cậu. Và cậu cũng vậy, chỉ cần có tớ là đủ. Mình nghi ngờ là Suzuka đứng đằng sau giật dây cũng nên ấy. Gửi ảnh qua rồi xong rồi không, nhưng mà chỉ gửi ảnh thôi, chưa nói ra sự thật nha. Chỉ để khiến cho Nemu nghi ngờ thôi. Xong bây giờ xuất hiện mới nói ra những cái điều này. Đây là... Tôi sẽ bị Nemu-chan bắt giữ.
Nhưng mà dù là trước giờ chưa nói ra đúng không? Chỉ gửi ảnh thôi, nhưng mà mình đang nghi ngờ là kiểu như là Suzuka cố tình làm như vậy ấy. Để cho vì thấy hai Noah và Nemu thân thiết quá cho nên là cố tình làm như vậy để tách ra, để chia ra. Mình nên gọi cái từ đó là từ nào mới đúng đây? Phân tách ra hay là chia rẽ? À, chia rẽ đúng rồi. Tự nhiên quên mất cái từ chia rẽ các bạn. Là lý do thực sự, lý do mà khiến Nemu giết mình sao? Mình không biết là Nemu đã từng có một cái quá khứ kinh khủng như thế. Và tại sao Rinami lại làm một cái việc kinh khủng như vậy với Nemu chứ? Nhưng mà không đúng đâu, Nemu. Tớ không trở thành bạn, chỉ để phản bội cậu. Thật tốt quá. Nếu nguyên nhân là do hiểu lầm thì chỉ cần hóa giải cái hiểu nhầm đó là được. Dù chỉ là một kỳ vọng nhỏ thôi, nhưng mà mình đã nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà làm sao để giải cái hiểu lầm này đây? Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta đã biết được lý do tại sao rồi. Nhưng mà nghi ngờ là đây cũng chưa hẳn là lý do thực sự các bạn ơi. Đây nghi ngờ là còn có một cái chuyện gì đó nữa. Bây giờ thật sự là mình không biết phải làm gì luôn. Giống như là Noah ở trong game vậy. Biết thì biết nhưng mà không biết phải làm gì tiếp theo. Có tìm được cái gì để mà giải mật mã ở bên dưới không? Mình nghi ngờ là chúng ta chỉ có gọi là ngõm đi xong rồi tái sinh lại một lần nữa, vọng lặp lại một lần nữa thôi. Đang nghi ngờ như thế. Chứ bây giờ không có gì để làm được cả các bạn ơi. Vừa còn một cái khóa ở dưới chưa mở ấy. Mình thử tìm xem là có cái ghi chú nào để mà dạy được cái đó không. Những cái này đã điều tra hết rồi. Không có gì trong đây cả. Ngày xưa cậu ấy đã bị phản bội, cho nên là khi nhìn thấy cái người phản bội mình đi cùng với bạn của mình thì chắc là sẽ hiểu nhầm thôi, không có cách nào khác. Mặc dù là mình không biết chuyện đó, nhưng mà chắc chắn là mình đã gây tổn thương cho cậu ấy rất nhiều. Xin lỗi nha Nemu. Nhưng mà mình không thể nào mà cứ như thế này bị giết được. Đã biết đó là hiểu lầm thì phải tìm cách để mà giải đi cái hiểu lầm đó. Nếu không như vậy thì cậu ấy sẽ mãi mãi đau khổ. Phòng bên đây xem nào. Ở phòng bên đây nãy mình vào rồi đúng không? Không có gì ở trong cả. Ủa? Khoan nữa. Mình nhớ là lần trước mình lấy rồi mà nhỉ? Lần trước mình lấy rồi hay sao ấy? Nhưng mà giờ nó vẫn có trong đây. Lại có nữa các bạn ơi. Lại có nữa rồi.
nếu mà những cái vật mình đã chế rồi mới lại có nữa thì mình có thể lấy vô hạn được. Vô lý nha, bây giờ đang cúp điện làm sao mà mở tivi được. Mở tivi được các bạn ơi, không hiểu luôn. Rồi bây giờ đi xuống dưới xem nào. Thật sự là chưa tìm được cái mảnh ghi chú đâu cả. Làm ơn đấy, tìm được đi. Ghi chú đâu rồi? À, không có gì hết. Ở chỗ này là không có sợi dây nữa rồi các bạn ơi. Thì em mới rồi. Ở điện thoại cũng không có đây luôn. Ờ, nghe tiếng rồi, nghe tiếng rồi, nghe giọng rồi. Chuẩn bị xuất hiện rồi. Ôi, nhanh thế, không đùa đâu nha. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, không chạy được các bạn ơi. À, may quá. Cách chạy rất là độc lạ các bạn ơi. Để tí mình xem có ghép được thêm cái gì không. Ờ, à, không được ghép rồi. Chúng ta chỉ, mình nghĩ chắc là chỉ có thể sử dụng những cái công thức có sẵn thôi. Không được nữa rồi. Bởi vì không có Suzuka ở đây rồi, không ghép được. Mở cái tủ lạnh ra đi. Rồi xong, không được rồi. Ơ à. Khoan đã. Mình có nước này. Nhưng mà mình không có cà phê. Nếu mình có cà phê là có khi mình bỏ vào được để mà kiểu đặt bẫy hay là làm gì đó các bạn. Lấy. Lấy cái này đi. Rinami-chan, tớ không tin được đâu. Tại sao Rinami lại làm vậy chứ? Hồi ấy thực sự làm một cái điều tồi tệ như vậy với Nemu sao? Hay là có khi bị ép buộc cũng nên. Không biết được. Rinami đã cứu mình khỏi cô đơn khi mà lần đầu tiên đặt chân đến đại học. Lúc mình nói về chủ đề của Nemu thì cậu ấy cũng nói là muốn gặp trực tiếp để nói chuyện. Tức là sao đây? Cậu ấy đó là muốn cùng nỗ lực với mình để lấy lại nụ cười của cô ấy. Của Nemu. Hả? Nhưng mà lúc mà mình đi cùng với Rinami đến chỗ của Nemu thì Rinami khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Nemu từ đằng xa đã đột nhiên mặt mày tái xanh. Và khi mình nói tên của Nemu cho cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên nói là có việc bận rồi chạy đi luôn. Tức là mình nghi ngờ là có khi là con Rinami này cũng bị bắt nạt hay sao ấy. Rồi bị ép buộc làm như thế thôi chứ không phải là tự nó muốn làm như vậy đâu. Cho nên là mới
Gặp ở đại học xanh mặt chạy về chứ không lỡ lại đến trêu nữa chứ sợ gì. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu Rinami. Chúng ta phải điều tra thêm những cái món đồ hay sao các bạn. Đợi mình xem. Đây, chúng ta điều tra thêm những cái món đồ thì ở đây rồi. Là cái cốt truyện phụ bên dưới nó sẽ này, nó sẽ hoàn thành này, giống như thế này nè. Và chúng ta sẽ biết được thêm cốt truyện. Bây giờ nó đã hoàn thành rồi cho nên là mình khỏi điều tra cũng được. Xuống hầm nữa đi. Hồi nãy mình xuống lên rồi, nhưng mà giờ xuống lại đi. Không mang cái này đi được rồi. Ơ, ở trên có... Ở trên có một cái gì đó. Tại sao lại không lấy cái thang leo lên để lấy nó? Mình nghi ngờ lắm luôn các bạn ơi. Ở trên đây có một cái vali này. Vali này rất là mới nữa. Nghi ngờ là có đựng cái manh mối gì đó rồi. Nhưng mà không hiểu sao không lấy luôn. Ở máy tính ở chỗ này. Máy tính đây còn hoạt động không? Không hoạt động mà. Máy tính không hoạt động rồi. Dưới này mình đã điều tra hết rồi. Thật sự không có gì cả. Nhưng mà chúng ta chỉ có ạt luôn thôi. Thế thì cứ điều tra đi. Điều tra hết toàn bộ đi. Đây là nãy cũng điều tra rồi này. Ở này là rồi hết rồi. Lên trên lầu thôi. Bây giờ đang đi một mình. Để lát mình thử trốn vào trong tủ nhé. Biết đâu là khi mà mình đi một mình như thế này trốn vào trong tủ được không sao. Ở rồi. Đang trong chỗ tối cho nên không chạy được. Tự nhiên mình đột nhiên nhớ ra các bạn ơi. Đúng rồi. Bây giờ là đang rất là tối. Đáng thân như là không chạy được là đúng rồi. Lúc đầu như là mình có đọc cái đó rồi. Đóng lại đi. Đóng lại để lát nữa có gì trốn vào. Giữa có tập ảnh trên kìa. Đây là gì đây? Đây là tập ảnh của sự điên cuồng. Nhật ký của Sameru. Sameru là ai đây? Khi mà đọc cái trang được đặt bookmark thì nó viết một dòng chữ như thế này. Buổi sáng ngày hôm nay là táo và rau salad. Có liên quan gì không? Có khi nào đây là một cái mật mã nào không? Buổi sáng ngày hôm nay là táo và rau salad. Bắt đầu xuất hiện yếu tố huyền bí gì đó, nhật ký của Sameru gì đó. Chủ nhân cũ của cuốn sổ à. Thử xem coi có lấy được táo và lại cái gì ở trong tủ lạnh không? Không được à. Không được rồi các bạn ơi. Tưởng là có thêm một manh mối mới à, không được rồi. Để chúng ta lên trên tiếp thôi. Mũ xem. Cái lọ được đặt ở bên trên. Những cái ảnh mèo thì chắc là mình không lấy đâu. Mình đã có rồi. Ở đây có cuốn sách nè. Ui. Thử trốn tủ thôi. Chưa được đúng không vậy?
phải điều tra thêm cái gì đó nữa rồi. Đây rồi, trốn nhanh. Uầy, bỏ tay luôn các bạn ơi. Ơ, vẫn biết. Thôi nhưng mà dù sao thì mình cũng muốn ạc để thử xem coi là chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỗ này chắc kiếp qua được đúng không? Kiếp qua được này. Đại này không khác gì à? Đại này không khác gì à? Nhưng mà vấn đề là ai đến đây? Chỗ này thì vẫn như vậy. Để xem ai đến đây. Cái này mới quan trọng. Akane nhá. Làm ơn đấy. À, vẫn là... Rồi, không đùa nữa các bạn ơi. Vậy là cái đoạn này là coi như là lặp lại rồi. Không đùa rồi. Mình chỉ còn lát lại nữa thôi. Vậy là cái đoạn vừa rồi là mình phải tìm được cái gì đó các bạn ơi. Nếu không là không được rồi. Ơ à? Máy tính đã mở ra từ khi nào đó không biết. Có cả điện nữa. Ờ à, lại password nữa này các bạn ơi. Lại password nữa này. Hóa ra chúng ta phải điều tra cái máy tính này cơ. Làm sao mà mình biết được là nó có điện bao giờ. Đây cúp điện mà nó có điện. Thì đúng là cái máy tính ấy không cần điện cũng được. Rồi, lần trước là mình có mấy cái manh mối về cái máy tính nhá. Nếu mình nhớ không nhầm. Không phải là cái này. Cũng không phải là cái này luôn. À đây, cái này đây các bạn ơi. Đấy, gợi ý của nó đây. Một ít rồi ít năm gì đó là cái này là mình không rõ đây là cái gì. Và cái ba cái số đầu tiên là 180. Thì là mình chỉ còn cần ba số nữa thôi. Ở đây thì nó ghi A là 01, B là 02, Z là 6. Thì cái này là mình biết rồi. Cái bảng chữ cái. Đấy, nó là cái bảng chữ cái thôi. Nhưng mà vấn đề ấy là cái 1X với lại 5X là như thế nào. Ờ, X5 là như thế nào kìa. Chứ còn 16, 15, 18, 20 là nó sẽ chuyển thành cái bảng chữ cái, là nó sẽ ra một cái chữ nào đó rồi. Mình biết rồi. 1X, X5. Khoan đã. Một tám không. Nhưng mà bên đây nó lại. Bên đây lại có 6 số lận. Bên đấy còn lại có 6 số là như thế nào đây? Hơi bị khó hiểu nhá. Cái này thì nó chỉ ghi là có tổng cộng là 6 số đúng không? Nhưng mà bên đây lại ghi là có 6 số này. 180. Nhưng mà mới chuyển qua thì nó lại là ra chữ các bạn ơi. Thế mới khó hiểu. Nay về máy tính làm việc đây. A là 01, B là 02, Z là 26. Rồi, bây giờ để mình ra xem bạn chữ cái một tí nha. Để mình ra xem bạn chữ cái một tí các bạn. Vâng các bạn ơi. Sau một lúc mình ngồi suy nghĩ đến mức nát cái óc thì cuối cùng mình cũng đã nghiệm ra được một cái rất là quan trọng. Ở đây nó ghi là 1X5. Thì ở bên đây nó lại có đây các bạn ơi. Rõ ràng là số 1 với số 8 nó ghi tách với lại số 0 đúng không? Chứ không, nó không ghi dính với số 0. Tức là 18 và 05 các bạn. Như thế này thì nói thật mình cứ tưởng là số 180. Cho nên là mình không nghiệm ra được các bạn ơi.
Như vậy thì bass của chúng ta sẽ có là R này, E này, B, O, R, T. Rồi. Đấy. Nếu mà các bạn muốn biết thì cái tại sao mình ra được cái số đó thì các bạn có thể xem bảng chữ cái nhé. Bảng chữ cái ABC. Rồi. B, O, R, T. Đó, mở được rồi các bạn ơi. Mở cái máy tính lên chỉ để xem cái memo thôi à. Rồi, chúng ta biết cái dãy số cuối cùng của cái kia là 5. 5 à. Cái hàng bên cái hàng bên trái. Cái hàng ở đầu bên trái là 5. Cái hàng ở đầu bên trái là 5. Cái hàng ở đầu bên trái là 5, tức là đây để mình xuống mình xem nhé. Cái hàng ở đầu bên trái là 5. Hơi bị khó nhá. Số 5. Đây. Nó kêu là từ 1 đến 9 đúng không? Xong rồi xếp từ bên trái ở trên xuống bên phải. Thế là từ bên trái ở trên rồi theo hướng bên bên phải và xếp hàng hàng với nhau. Thì chúng ta sẽ có 1 2 3 rồi xuống hàng 4 5 6, xuống hàng 7 8 9. Cái số cuối là số 5 tức là sao? Tức là đây. 1 2 3 4 5 6 7. À tức là 1 4 7 đúng không? 1 4 7 rồi. À. 1 4 7 5 đúng không? Ồ đúng rồi các bạn ơi. Quá đỉnh. Hóa ra là như thế. Mình không biết là các bạn có hiểu cái vừa rồi hay không. Ok, không giải thích nữa đâu. À, chúng ta lấy được cái chìa khóa rồi. Chìa khóa của cái hộp điện ấy. Cái hộp điện ở bên ngoài cửa này. Rồi, ngon. Mở ra, mở điện lại thôi. Rồi, đây cái hộp ở trên đây này. Mở điện thôi. Noah. Đợi đã Suzuka, nghe tôi nói này. Tớ chưa từng nghĩ đến cái việc là sẽ cùng Rinami bắt nạt Nemu. Tớ chỉ muốn trở thành bạn của Nemu thực sự thôi. Cậu là người biết rõ nhất đúng không? Bởi vì cậu biết Nemu hơn bất kỳ ai khác cơ mà. Nemu thì đúng là rất ngại nói chuyện với người lạ này. Hay nói chung là có những cái suy nghĩ tiêu cực. Và thỉnh thoảng thì tớ cũng cảm nhận được là cậu ấy coi những mối quan hệ rất là nặng nề. Dù vậy thì tớ vẫn tìm thấy ở cậu ấy rất là nhiều điểm tốt. Lúc mà tớ bị bệnh phải nghỉ học trường đại học một tháng thì mỗi ngày Nemu đều gửi tin nhắn đến cả.
私の体を気遣ってくれたり、大学でその日にあった出来事を教えてくれたり。Cậu ấy lo lắng cho tớ này, rồi kể cho tớ nghe những chuyện ở trường đại học. Tôi là tài xế hiện sinh nên thì được ngay nhưng mà, それでも毎日欠かさずに連絡をくれた。À, đây là lý do tại sao không nhắn tin được cho Akane. Mặc dù là tớ không thể nào mà trả lời được hết toàn bộ tin nhắn, nhưng mà mỗi ngày cậu ấy đều gửi cả. その mail がどれだけ私の支えになったか。Nhờ những tin nhắn đó mà tớ đã được gọi là hỗ trợ rất là nhiều trong lúc bệnh tật. Nó nâng đỡ tớ rất nhiều trong lúc bệnh tật. Tôi, Nemu chan ga inakatta ra ano heya kara dete korenakatta to omou. Nếu mà không có Nemu thì có lẽ là tớ đã không thể ra khỏi căn phòng đó. Sonna Nemu chan to tomodachi de itai tte omou no wa okashii koto na no? Nemu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ muốn trở thành bạn của cô ấy thì có gì sai chứ? Suzuka-chan, Nemu-chan no koto o sukuitai tte itta yo ne? Suzuka, cậu nói là muốn cứu Nemu đúng không? Hontou ni sou omotte iru nara, watashi ni kyouryoku shite hoshii. Nếu cậu thật sự muốn như vậy thì hãy cho tớ mượn sức đi. Gokai o tokanai to Nemu-chan datte zutto kurushii mamma da yo. Nếu mà không giải được cái hiểu lầm đó thì Nemu sẽ mãi đau đớn mà thôi. Nemu ne, 全然私のことを見てくれないの。Nemu không hề gọi là này dịch sao cho chuẩn đây. Nemu không hề nhìn tớ. 私はこんなにネムのことが好きなのに、どれだけ尽くしても答えてくれない。Tớ vô cùng thích Nemu và làm rất là nhiều chuyện cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng hề đáp lại cho tớ một cái gì cả. Điều đó là tất nhiên rồi đúng không? Bởi vì tại vì tớ là người đã khiến cho cậu ấy đau khổ nhiều nhất. Nếu mà không gọi là đưa tấm ảnh kia hoặc là tìm hiểu cho rõ ràng rồi mới nói những cái lời như vậy thì nghĩ là chuyện này không đến mức thế này đâu. ノアに裏切る気持ちなんてないって。だってノアは本当に優しいから。Tớ biết là cậu không hề gọi là có ý định phản bội Nemu, bởi vì cậu thực sự đối xử rất tốt với cậu ấy. でも、Nemu を私のものにしたくて、ノアを貶めちゃったの。Nhưng mà vì muốn Nemu trở thành của bản thân mà tớ đã cai bẫy cậu. Cậu cũng là bạn của tớ, vậy mà. Tớ đúng là tồi tệ mà. Người mà tớ muốn gọi là giúp đỡ nhất lại chính do tớ làm tổn thương nhiều nhất. Xin lỗi. Chắc là Suzuka thì không thể tưởng tượng được là Nemu xách dao ra để mà xuyên cả Noa. Thế cho nên là mới cố tình nói ra như vậy chỉ để mối quan hệ của hai người bị rạn nứt thôi, chứ không có ý định đến mức như này. Không sao nữa rồi, cho nên là tớ muốn cậu cho tớ mượn sức. Vì tất cả là vì Nemu. Hai người cùng hợp tác, Nemu-chan nó cố gắng yêu thức nó. Rồi, mata mai mitai na tomodachi ni modorou yo. Cả hai sẽ cùng hợp lực lại để mà giải hết toàn bộ những cái hiểu lầm. Rồi chúng ta lại là bạn của như xưa. Imasara modoreru no kana? Watashi ga shita koto o shittemo mata. Liệu có thể trở lại như cũ không? Cậu đã biết những điều tớ làm rồi đấy. Tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta không thực sự hận thù gì nhau cả.
Đấy chứ thì bây giờ tớ vẫn cho rằng cậu là bạn của tớ đấy. Hiểu rồi. Lần này thì tớ chắc chắn sẽ giúp cậu. Cuốn sổ tay đang phát sáng và chạy về hướng dưới tầng hầm. Chắc là để hoàn thành điều ước đúng không? Đây là thứ gì? Cuốn sổ này có một sức mạnh kỳ lạ. Rất có thể là nó đang chỉ dẫn cái điều gì đó ở dưới tầng hầm cũng nên. Rồi, bây giờ đi xuống tầng hầm thôi. Không biết là đây có phải là câu trả lời chính xác hay không nữa. Thủ nha. Nemu. Nemu, Nemu, Nemu nghe này. Tớ không nghĩ là cậu cũng làm chuyện đó đấy, Suzuka. Giả vờ làm bạn của tớ rồi phản bội. Tớ quá ngốc. Tớ đã nghĩ cậu không phải như thế, nhưng mà cậu cũng vậy. Nemu nghe này, cậu ấy không hề gọi là phản bội cậu Nemu. Noa và Rinami là thật sự là bạn thân, nhưng Nemu không hề làm điều này để lừa đảo. Noa và Rinami đúng thật là bạn, nhưng mà không hề có ý định phản bội cậu đâu Nemu. Tôi đã Nemu nghĩ như vậy để gửi ảnh và nói chuyện với cậu. Tớ chỉ là đang khiến cậu nghĩ theo hướng đó mà thôi, bằng cách là gửi ảnh và dẫn dắt câu chuyện. Người phải bội cậu là tớ, chứ không phải là Noah. Vậy thì cậu chết đi được chứ. Này chắc là mình khỏi cần dịch, các bạn cũng biết rồi. Xin lỗi. Xin lỗi cả hai người. Tớ đã từng là bạn rất thân với lại Rinami. Tớ đã bị người bạn thân đó lừa phản bội, và con tim của tớ đã hoàn toàn chết đi. Kể từ ngày hôm đó thì thế giới của tớ không còn cả âm thanh lẫn màu sắc. Đó chỉ là những ngày mà tớ hít thở mà thôi. Cố gắng để không cảm thấy đau đớn bằng cách là giết đi cảm xúc của chính mình. Chính cậu là người đã hồi sinh con tim cho tớ đấy Noa. Nhưng mà khi biết Noa và Rinami là bạn thì tớ lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Lý Nam Mi Chan gần Nam Mi Chan như ta có tôi sẽ ra nó gặp ta. Xin lỗi Nam ơi, tớ hoài tay không biết chuyện mà Lý Nam Mi đã làm với cậu. Nam Mi Chan ô kỳ dứt kê tèo nè. Là em mất tèo ô sôi kê đô. Hoàn tù nì của mẹ nó sai. Tớ đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi bây giờ thì chậm rồi nhưng mà thật sự là tớ rất là xin lỗi. Nhưng mà nè, gũ cây đã kêu tôi theo gì. Nhưng mà tớ vẫn muốn gọi là giải được cái hiểu lầm này. Tớ chưa từng có ý định tiếp cận cậu chỉ để phản bội. Tớ thật sự muốn trở thành bạn với cậu. Thế thì tại sao cậu lại không giới thiệu Rinami với tớ? Akane-chan mo Suzuka-chan mo Noa-chan wa watashi ni shoukai shite kureta yo ne. Cậu đã giới thiệu tớ với lại Akane và cả Suzuka. Tại sao lại không làm như vậy với Rinami? Demo Rinami-chan no koto dake kakushite ta. Wadai ni datte deta koto nai. Cậu đã che giấu chuyện của Rinami, chưa từng nhắc đến cậu ấy một lần nào. Không có chuyện đó, tớ đã từng một lần muốn giới thiệu cậu với lại cậu ấy. Này tớ thưa là sao đây, ai đang nói đây? Có một người đã cứu tớ khỏi cô độc. Và lần này tớ muốn dẫn cậu ấy đến. Đây là lời của Noah lúc trước à? Đúng là cậu đã từng nói như thế, nhưng mà kết cục thì vẫn chưa gặp được. Và ngay cả tên thì cậu cũng không nhắc đến luôn. Tại sao cậu lại không nói tên của cậu ấy chứ? Tớ đã gọi là thảo luận chuyện của cậu với lại Rinami. Bởi vì đó là một chủ đề nhạy cảm cho nên tớ đã không nói tên. Cho nên tớ đã không nói tên của cậu ấy lẫn tên của cậu cho nhau. Và đợi cho đến khi gặp nhau rồi mới nói. Mình đang dịch kiểu gì thế? Nhưng mà nói chung là định đến ngày gặp rồi mới nói tên ấy. Không hiểu sao hai đứa này vẫn có thể nói chuyện khi mà Suzuka đang gọi là chết dần đi như vậy. Có phải là cái ngày mà hứa gặp nhau chính là cái ngày mà cậu cười tớ đúng không? Giống như là cái ngày đó, cái ngày mà lừa tớ bị lừa và rồi cả hai sẽ cùng cười. Không phải, tớ làm gì muốn làm như thế chứ. Tớ đã cảm thấy mệt rồi. Bị bạn bè phản bội. Ngay cả Suzuka cũng vậy. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Hận thù bạn bè này, rồi ghét bạn bè và nghi ngờ. Tớ đã mệt mỏi với những chuyện đó. Nhìn này Noah, tớ sẽ tự mình hoàn thành ước nguyện. Nemu, tại sao cậu làm như vậy?
ít nhất cũng phải nghe hết câu chuyện chứ. Tớ không còn bận tâm đến điều gì nữa. Ước gì tớ chưa từng có một người bạn nào. Nemu. Tại sao chứ? Chỉ vì chuyện này thôi sao? Cả Nemu lẫn Suzuka đã chết rồi, mình còn sống thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình có ra khỏi nhà lúc này, mình có thoát ra khỏi đây lúc này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Mình không muốn mất bạn thêm một lần nào nữa. Cho nên điều mình cần làm là vẫn quay ngược nhé. Vẫn quay ngược tức là rồi. Vẫn quay ngược các bạn ơi. Như vậy tức là cái cuốn sổ tay này mình nghĩ là nó thuộc về Noah. Bởi vì cái này cũng chưa chắc nữa. Mình không biết cuốn sổ tay này bây giờ thuộc về ai luôn. Hồi nãy là Nemu cũng đã tự xuyên rồi đúng không? Tức là ra đi rồi. Thì cuốn sổ tay này lẽ nó phải mất đi công hiệu đúng không? Bây giờ nhưng mà nó vẫn phát huy công hiệu. Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Chỗ này vẫn vậy à? Chỗ này vẫn keep được các bạn ơi. Tao để mình xem thêm tí nữa nhé. Tưởng là mọi chuyện có thể giải quyết được rồi nhưng mà hóa ra là không. Mình đang nghi ngờ là tất cả mọi người phải cùng đến đây ấy, thì mới giải quyết được vấn đề. Rồi bây giờ làm sao đây? Nghĩ là có lẽ từ bây giờ mọi thứ sẽ khác đi đấy các bạn ơi. Kể từ bây giờ là mọi thứ sẽ khác đi đấy. Bây giờ là sẽ giải thích cho Suzuka theo một cách khác để biết được là cái chuyện vừa xảy ra khi nãy ấy. Rồi thôi mình sẽ dừng lại tại đây thôi các bạn ơi. Mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Mặc dù là mình rất muốn biết là chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng mà chúng ta hãy đợi đến tập sau đi. Và mình nghĩ là cái chuyện này là cần phải có ba người hợp sức lại thì mới giải quyết được. Đấy, Noah rồi cả Suzuka và Akane cùng xuất hiện ở chỗ này thì may ra mới có thể thuyết phục được Nemu cũng nên. Và bây giờ thì chúng ta đã giải được hầu như toàn bộ những cái câu đố mà ở trong cái ngôi nhà này rồi. Kể từ bây giờ là mình nghĩ là có thể hành động dễ dàng hơn đấy. Lần này chắc chắn là sẽ không gọi là dính vào cái hồi nãy nữa, cái nãy chắc là bắt end rồi. Thôi rồi, video đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu bạn mới. Đừng quên lúc chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.